Biết ăn chay tức là biết tu tập tâm từ bi hỷ xả. Đã tu tập tâm từ bi mà còn thái thịt, làm cá, chiên rán, xào nấu thì mắt thấy, tai làm sự chết chóc đau khổ của chúng sanh, thì lòng dạ nào còn làm được. Tuy không ăn thịt chúng sanh nhưng thân hành động trực tiếp tạo sự đau khổ tội ác. Nói về giới luật này đã phạm giới. Nói về nghiệp báo, nói về giới, người này đã phạm giới. Nói về nghiệp báo, người này phải chịu thọ nghiệp khổ như người khác. Cho nên thầy đã dạy tùy thuận mà không bị lôi cuốn vào việc ác, còn bị lôi cuốn vào việc ác thì nhất định tìm cách tránh né hoặc nhất định không làm điều đó. Có người ăn ngày một bữa, sống đúng phạm hạnh, đến chùa khác ăn ngày ba bữa, tùy thuận cho họ vui lòng, nhưng không ngờ đó là một điều phạm giới. Phật giáo dạy chúng ta tu hành cái đúng của đạo Phật, nhất là đạo hạnh của một vị tỳ kheo, thì dù có chết chớ không phá phạm hạnh, thà chết chứ không làm phỉ báng Phật pháp. Nghĩa là khi mà chúng ta tu hành, chúng ta biết được cái đạo hạnh của vị tu sĩ như thế nào, cho nên chúng ta không tùy thuận. Như bây giờ chúng ta ăn ngàn bữa nè, mà chúng ta đến chùa khác sợ mình ăn một bữa rồi nó chọi với người khác, chọi ở chùa khác, thì người ta sẽ tìm cách người ta ghét mình, thà là người ta giết mình, nhưng nhất định là mình ăn một bữa là ăn một bữa, không có thể nào mà tùy theo họ được. Cũng như là mình nghiêm trì với một cái điều kiện mà đức hạnh nào đó mà họ lôi kéo mình để phạm cái giới đó, nhất định là mình thà là họ giết mình chứ mình không có phạm giới. Cũng như ở đây thầy Tường Minh về nói với thầy như thế này: nếu con mà giữ gìn ăn ngày một bữa thì chỉ trong vòng chốc lát mà ở hương đài thì người ta sẽ hất con ra khỏi đó, không bao giờ cho con ở đó hết. Cho nên con phải tùy thuận với họ như vậy, chứ trong thâm tâm của con thì vẫn ăn ngày một bữa. Điều đó là một cái lý luận không đúng cách. Đối với Phật giáo, chúng ta thà chết chứ không phạm giới. Sống mà phạm giới thì thôi đừng tu hành theo đạo Phật mà làm gì. Cho nên có một câu chuyện như thế này: có hai vị tỳ kheo ở xa muốn đến gặp Phật, vì từ lâu họ đã được các vị đệ tử của ngài dạy cho tu hành, cho nên được cái duyên mà đi về để gặp Phật. Thì trên cái đường đi về đó thì hai người phải qua một cái sa mạc. Trong khi qua cái sa mạc đó thì hết nước uống, do đó đến một cái vũng nước, ở trong đó nó có những cái loại côn trùng ở trong nước rất nhiều, mà hãy uống thì coi như là mình uống giết hại côn trùng ở đó, mà không uống thì khác phải chết. Một vị thì nhất định không uống thà chết, thì cái vị mà không uống thà chết thì cái vị đó bị khát quá mà chết, không thể đi đến gặp Phật. Còn cái vị kia nói thà là mình gặp Phật, chứ còn mình không uống thì mình chết, thì mình không làm sao gặp Phật. Cho nên cái vị đó uống nước đó cho đỡ khát rồi mới đến gặp Phật. Thì khi mà đến thì Đức Phật nói: cái người mà đã không phạm giới đã gặp ta trước lâu rồi, còn nhà ngươi mà gặp ta mà phạm giới như vậy thì coi như không gặp ta. Nói thì các con thấy cái giới luật của Phật nó như vậy đó, chứ không phải là giới một cái tầm thường. Chúng ta tùy thuận nhưng không bị lôi cuốn vào cái pháp ác. Tùy thuận ở pháp thiện thì chúng ta làm, nhưng mà tùy thuận ở pháp ác thì chúng ta không làm.